Mạch nước phun ra ở đây có thể đạt đến 100 độ C. Mỗi năm đều có gấu nâu chết bám và rơi vào nước, bị nước nóng luộc chín. Đây là nhóm núi lửa hoạt động mạnh nhất ở miền Đông Bắc Á. Nhiệt độ dưới lòng đất thậm chí còn duy trì ở trên 250 độ C suốt cả năm. Do ở trong môi trường nhiệt độ cao như vậy, thảm thực vật của các dãy núi khác vẫn bị phủ bởi tuyết và băng. Trong khi ở đây, mùa xuân đã đến sớm, nhiều chú gấu nâu đã thức dậy từ giấc ngủ đông, chọn đến đây để tìm kiếm thức ăn. Cỏ xanh mướt rất phù hợp với khẩu vị của gấu nâu. Sau cùng, thì chúng đã đói suốt 7 tháng, mọi thứ đều thơm ngon, mặc dù nước nóng ở đây rất nguy hiểm. Nhưng hiện tại, chúng dường như thích giữ nguyên tình trạng này. Chúng sẽ chờ đến khi nước sông ở dưới núi hoàn toàn tan. Cá hồi từ Đại Tây Dương trở lại đây để đẻ trứng. Vào thời điểm này, cỏ xanh không còn là lựa chọn hàng đầu của gấu nâu. Đàn cá hồi đến sớm nhất sẽ gặp gấu nâu đầu tiên. Nhưng trong giai đoạn sớm của mùa này, cá vẫn mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Sự